Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Demon Slayer Mobi phiên bản chung. Và ok, ở video này thì mình sẽ tắt tay cái số lượng kim ngân của mình để mà mình có thể chiêu mộ được cái con tướng truy nã. Ô lộn, con tướng hiện tại bây giờ đang, đúng rồi, nó cũng giống như truy nã bên mấy con game kia đó anh em. Đó, thì mình có thể là chiêu mộ được cái con Kanao này hay không á, thì bây giờ mình sẽ tắt tay anh em. Ở đây muốn là chiêu mộ thì mình sẽ cần phải có cái giá này, mà năm vé này mình phải tốn tới 2.500 kim cương anh em ạ. Ở đây thì nếu mà mình mua hết luôn 8 lần thì mình sẽ tốn là 20k kim cương. Bây giờ thì mình sẽ xả nha, xả kim cương mình sẽ mua thử và mình sẽ chiêu mộ thử xem là mình liệu mình có ra được cái con canal này không nha anh em. Rồi ok, và sau khi mình mua xong thì mình sẽ được là 40 vé nha anh em, 40 vé. Liệu 40 vé này mình có nhân phẩm, mình có ra được cái con canal này hay không, thì mời anh em xem video với mình nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiêu mộ X10 đầu tiên, chiêu mộ X10 đầu tiên để em xem thử. Wow, nó hoàn toàn là không ra được canal nào luôn nha anh em, mình bị lỗ luôn anh em ạ. Ở đây thì mình được cái đá nâng cấp trang bị, đá đột phá trang bị, đá này đá kia kiểu rồi 50 mảnh tướng. Quá lỗ anh em, không lẽ bây giờ mình chiêu mộ 58 lần nữa thì mình mới có thể là chắc chắn là mình sẽ nhận được canal cho anh em. Wow, mình sẽ chiêu mộ thêm một lần X10 nữa thì tiếp sao. Pet, ôi lỗ banh xác anh em à, được đống đá. Ạc này hiện tại bây giờ đang có 96k đá anh em, 96k đá, một con số khá là khủng khiếp anh em. Ở bên đây thì mình cũng có một chỗ để có thể là chiêu mộ được cái con canal nữa anh em à. 34 lần thôi thì mình sẽ chiêu mộ được canal này. Đó, thì ở đây thì mình sẽ mua hết cái đống kim cương này luôn, mình sẽ mua vé nha anh em. Xíu mình sẽ chơi hai bên luôn anh em ạ. Đó, liệu mình có ra được thêm một con canal nào nữa hay không, đưa gì trong cái đội hình. Bây giờ là mình chiêu mộ nó ra thì được rồi đó anh em, nhưng mà liệu mình có nguyên liệu để có thể là nâng cấp nó lên được hay không? Đó là một cái câu hỏi rất là chức đầu. Thôi, không để anh em để lâu nữa, anh em ta sẽ tiến hành chiêu mộ tiếp 10 lần nữa nha anh em. Pịch. Ôi ơi, lại là một lần thất bại nữa rồi anh em ạ. Mình sẽ chuyển bên đây thì mình sẽ thay đổi cái độ nhân phẩm mình xem thử. Ui, bên này thì nó ngon hơn nha anh em. Bên này thì mình có cơ hội là mình sẽ nhận được trang bị đỏ này mà. Đó, kim cương, 20k kim cương luôn anh em à. Liệu mình có quỳ vốn hay không anh em? Rồi mình thử X10 xem thử như thế nào đây. Ôi, không ra anh em à. Nó toàn là ra cái gì đâu không mà anh em ơi, chắc là táo tàu khá là nhiều gác luôn á. Thôi anh em, ta sẽ quay trở lại với phần chiêu mộ chi nã con tướng canal ở bên đây nha anh em. Thử đi. Ơi, hiện tại giờ mình còn 20k kim cương rồi anh em. Mình hết kim cương rồi. Ôi, được một cái viên đá nha, một viên đá này dùng để mà đột phá cái trang bị lên. Rồi, ở đây thì mình đã hết nha anh em. Lại thất bại rồi anh em à. 8 lần thì nó cũng như một lần và nó cũng không ra được cái gì luôn anh em ơi. Bây giờ mình còn 30 vé bên đây nha. Thử luôn. Pẹt. Trời ơi. Lại thất bại tiếp một lần nữa anh em à. Chỉ cần 14 lần thôi là mình sẽ chắc chắn mình sẽ nhận được canal hay sao anh em à. 14 lần. Quan trọng là bây giờ mình không có phương nguyên liệu để có thể là nâng cấp canal lên sao nữa anh em à. Đó mới chính là cái điều quan trọng. Đó, mình đã được canal rồi nha anh em. Ôi, xong rồi đó anh em à. Ui, sau khi mà chưa mổ xong thì nó cũng bị biến mất luôn rồi anh em. Thì là như vậy anh em ơi. Sau khi mà chưa mổ xong thì mình không có thể là chưa mổ được thêm nữa nha anh em. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ thì mình đã có được cái con tướng XP canal. Và sau này thì mình sẽ chắc là mình sẽ cần phải làm sao ta, đợi những cái event như vậy để mình có thể là kiếm được thêm những con canal tiếp theo để mình nâng cấp nó lên anh em mày. Nâng giải luôn anh em mày, khá là nâng giải, nâng cấp cho cái con này lên luôn đi anh em. Con này thì bên mấy cái phiên bản N thì nó cũng khá là xịn sò anh em, khá là meta luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ để dành kim cương tiếp nha anh em. Như anh em được biết là mình còn khá là nhiều đá. Bây giờ mà mình đập hết cái đống đá đó thì mình sẽ không biết là mình sẽ nâng cấp lên được bao nhiêu con tướng, có thể là lên được bao nhiêu sao nữa anh em. Mình nghĩ chắc cũng không lên được nhiều đâu. Tại vì khi mà lên cao thì em sẽ cần có số đá hay là khá là nhiều. Con này thì liệu mình có lên sao được hay không? Hai con này để có thể là lên sao tiếp anh em à. Ui, kiếm đâu ra hai con ở đây anh em. Anh em đợi mình cho trong gương mà xem thử ấy. Wow, được một con anh em. Vô được thêm một con nữa hay không? Để mình xem thử. Một con. Ôi, Mitsugi luôn nè anh em. Wow,
Trời ơi, đa kỳ luôn nè anh em. Vãi thật sự chứ. Hên anh em. Ủa, đa kỳ này mình quay ra hay là do mình có mảnh sẵn hết ta? Bitsu hết nè anh em. Nãy mình quên để ý dụ mình có mảnh sẵn hay không đó. Rồi, ok. Xong, bây giờ mình sẽ ghép cái đống lại nha. Đó. Này giờ bây giờ mình sẽ mở hết cái đống tài nguyên ra luôn. Quá nhiều anh em à. Quá là nhiều tài nguyên luôn á. Đây bây giờ mình sẽ mở cái quạt đi. À, cái này thì mình sẽ ở đây ná này nha. Đây là gương nguyên liệu tím, trang bị tím anh em à. Gì đấy, 200 kim cương cũng đỡ khổ. Ở đây thì mình có thể chọn lấy một trong những cái con tướng đó nha anh em. Mấy con tướng này thì để cái làm phút thôi chứ làm gì giờ anh em. Còn bên đây thì giờ mình sẽ chọn nước, nước thánh anh em à. Wow. Ui, bên đây chắc là mình sẽ chọn con Shinobu đỡ anh em. Hai con đi. Rồi, mình sẽ cho một con nó vô quýt máu. Ở đây sách thì mình không biết chọn cái sách gì nữa. Sách là bọc kích hay là sách liên kích. Thôi, để từ từ mình sẽ chọn sau nha. Ở đây thì mình sẽ chọn mấy cái vật phẩm này trước đi. Trang bị nè. Rồi, xong. Rồi, cái này là cái gì? À, mảnh búp bê. Mảnh búp bê để sau nha anh em. Gương đỏ nè. Ôi, ôi, 500 kim cương. Ui, vật phẩm. Cái này mình có thể chọn lấy một trong những cái vật phẩm lúc này anh em. Wow. Bây giờ mình chọn cái gì bây giờ trời? Anh em đợi xíu nha, mình xem thử là có cái con nào mà chưa có đồ chơi nên mình sẽ chọn anh em. Con Tamayo thì nó có gọi anh em à. Con Kyuzugo. Kyuzugo hiện tại thì giờ là đang cầm cây kiếm khá là cùi bắp anh em à. Thôi mình sẽ chọn cây kiếm cho con Kyuzugo nha. Ở bên bản này thì mình thấy là khá là ít bạn chơi con Kyuzugo luôn anh em à. Cây kiếm đã vậy mà cây kiếm nó còn không có thuộc tính dành cho tướng mình nữa chứ anh em. Rồi mình sẽ thay cái kiếm này ra, mình sẽ gắn cái kiếm đỏ vô, cái kiếm đỏ vô nha anh em. Rồi trong mất tiêu rồi trời. Đây, trời ơi nó còn không dành cho con cái hệ của tướng, nó mới ghê chứ anh em. Không biết là mình có switch để được hay không anh em à. Anh em đợi mình vô đây mình xem thử nha. Cây kiếm nó mất tiêu rồi. Đó. Ôi hơi nó không có thuộc nó không có hệ nữa anh em mà bây giờ muốn có hệ thì mình cần phải có 10 viên đá này anh em à. Ôi ơi, nhỏ phải chưởng luôn anh em à. Đen dưới ta. Đúng đen luôn em à. Đen không phải đen thường mà đen đen dữ luôn á. Bây giờ mình sẽ cho cái cây kiếm này đi. Ồ, cây kiếm này không biết là có sử dụng cho cái con nào khác được không ta. Mình còn một cây thương nữa nè em à. Rồi, sử dụng này luôn đi em à. Ui, nó không có hoàn lại cho mình cái viên đá để mình nâng cấp lên T hết à. Đáng lý là nó phải nhựa hoàn lại cho mình cái viên đá để mình lên T với ta. Đây khi mà lên T như là mình sẽ cần phải ở đâu ta? Đây, mình cần có viên đá này anh em à. Lên 1T thì mình sẽ cần có viên đá này, nhưng mà bây giờ là mình không có gì cho nên là bây giờ mình sẽ khoan nó lên, mình sẽ từ từ mình sẽ lên sau này mà. Đó, cho cái kiếm mà lên sau nhiều nhiều xíu đi. 4 sao nha anh em. Nâng cấp lên cái đã anh em. Đây, đập lên thôi anh em. Đó. Khổ ghê luôn này mà nó không hoàn cho mình cái đống đá kia nó mới buồn chứ anh em. Rồi lên luôn. Ủa nâng cấp sao. Rồi lên luôn 60 được rồi này mà 60 được rồi từ từ đi. Rồi nhận hoàng thưởng luôn. Có gì ở đây nhận luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem thử là có cái con tướng nào có thể lên sao được hay không anh em. Canal Shinobu của mình nó mất tiêu rồi ta. Shinobu hồi nãy là nó bên hệ nào ta. Shinobu mình nhớ là hệ nước mà. À hồi nãy hình như là mình chưa chọn Shinobu thì phải anh em. Bên đây thì mình có con xà trụ nè. Một con xà trụ bên dưới nữa nha anh em. Và Tamayo nè. Ủa Shinobu mình đâu chạy. Thanh niên lửa. Để mình xem phải lửa Kyuzu. Ôi Mitsugi mình hơi bị nhiều nha anh em. Đây mình chỉ được có mỗi con Kyuzugo không áo tròn thôi anh em mà. Còn lại là toàn là áo tròn không à. Ngộ ta hơi đen xíu anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì tiếp bây giờ ta. À, bên đây thì như nó không có mở cái thuộc tính cái phần mà có thể là nâng cấp nhanh tướng nhanh giống như bên phiên bản Anh nha anh em. Bên phiên bản Anh thì nó có thêm cái thuộc tính nâng cấp nhanh cho nên là chúng ta sẽ tiện cái phần đó để cho anh em ta nâng cấp những cái con tướng 9 sao này kia kiểu nhanh hơn xíu. 9 sao hoặc là 12 sao. Wow, được thêm một con Kyuzugo nữa kìa anh em. Rồi bây giờ mình sẽ chia mỗi dưới này nha. Bên đây tình bạn cũng không có nhiều hết trơn. Rồi ơi xong luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình sẽ reset này lại xem thử nó có ra hai món hay không.
lâu lâu à đó được hai món rồi anh em, cái thương với lại cái quạt nó bị căng chứ anh em. Trời ơi hai món mà lại hai món mà mình không không xài nữa chứ anh em, mình bỏ à ôi lại cái áo lại cái quạt. À cái quạt rồi mình sẽ sử dụng cho con Shinobu chẳng hạn anh em. Ủa bên đây mình X10 được luôn kìa anh em, ôi ngon nha anh em, nhưng mà khá là nhỏ là mình không vô được món nào hết. Trời ơi lão vậy nó còn vô được cái run nữa chứ anh em. Rồi luôn xong phim đi đi bụi luôn anh em à, bay mắc mười mấy cái xu đặc biệt luôn anh em mày, không có được cái gì ngon hết. Là bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cho mấy con tướng mình là đi Shinobu hình như là nãy đó mình à, cái này mình có thể chọn lấy một trong những cái món trang bị này là anh em phải không, cái này random anh em à. Ôi ôi lại là một cái thương nữa anh em mày, khá nhỏ đúng nhỏ luôn anh em. À đây 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 mình có thể là ghép lại được hai con Shinobu này anh em à. Hai con Shinobu thì mình làm ăn được cái gì trời, thêm vài con đó thì mình mới lên được sao nhiều. Tamayo nè, Shinobu hiện tại giờ chỉ có hai con thì làm ăn gì ta. Ôi ơi xong phiên luôn rồi anh em, mà để mình vào trong shop xem thử có dạo nào có thể đổi được mảnh Shinobu hay không. Đây 5.500 điểm thì đã đổi được Shinobu nha anh em. Ở bên dưới này thì anh em có thể đổi được những cái con này thôi. Shinobu bên đây có hay không? Không có Daki nha anh em. À con Daki hồi nãy là mình mở được là do mình sử dụng cái đó đó anh em à, sử dụng cái đó là cho nên mình mới có được cái Daki nha. Mitsugi hình như là nó cũng ngon á anh em, mà mình cũng chưa có chơi thử cho nên là mình cũng không biết nó ngon hay không. Mình chứ là đợt mình đọc skill thì thấy nó cũng khá là ok. À bên này mình có cái lá này anh em, cái lá này mình có thể đổi được những cái con tướng luôn này anh em, 80 lá anh em à, 80 lá. Ở bên đây thì có còn xin ôi trời Shinobu xịn đấy này anh em. Ui, Shinobu ngon lành củ hành nha anh em, chứ không phải Shinobu thường đó này mà. Bây giờ mình không biết mình sẽ chọn Shinobu nào đây, hô hóa khó, hô hóa anh em ơi, khó quá không biết được chọn luôn anh em à. Chắc là mình sẽ để từ từ sau đi anh em, bây giờ là mình sẽ phải kiếm thêm mấy con Shinobu ở đâu ra đó bây giờ anh em, test thử cái độ nhân phẩm của mình xem thử là mình có nhận được cái con Kanao hay không. Thì rất là tiếc mình quay bên vòng quay kia thì mình không có được Kanao, bên đây thì mình đặt mốc cho nên mình mới nhận được Kanao thôi. Khó được có thể là sở hữu được những con tướng miễn phí nha anh em, không có gì mà miễn phí cho anh em, trên đời này miễn phí thì chỉ có nước mưa và cất chim thôi anh em. Cơm mẹ nấu thì số bạn nói là miễn phí, cơm mẹ nấu không có vụ đó đâu anh em à. Nữa thất nghiệp về quê nuôi nuôi thời gian bắt chửi như thú gì anh em à, dễ gì cơm mẹ nấu được. Đấy, nói gì suốt suốt ngày ăn bám không lo làm mình kiếm tiền mà. Tới ngày nhà ăn bám không anh em à. Đó, dễ gì anh em. À, chỉ có nước mưa với lại cất chim ở trên trời rớt xuống là anh em chúng ta có thể là ăn uống miễn phí đó anh em. Rồi, xong thì bây giờ mình sẽ xem bên này có cái gì để mình nâng cấp lên được hay không anh em à. Wow, có thể là đột phá được cái cây thương anh em à. Ôi cái kiếm này, rồi đột phá luôn đi, thử đi. À, nó lên được cái T1 luôn nè anh em. Bây giờ mình lên thêm nháy này. Wow, lên T2, ủa mình đá ở đâu ra dữ vậy ta. Lên T2 luôn nha anh em. Quá là ngon lành củ hành luôn anh em à. Bà Tamayo nè, bà Tamayo hiện tại giờ là ui, không có nâng cấp gì cho bả cho người ta. Nâng cấp cái quạt của bả lên xíu anh em, cho bả bứt máu nhẹ nhẹ xíu ấy. Bây giờ là mình cần phải kiếm thêm mảnh của con Shinobu để mà mình nâng cấp Shinobu lên nữa là ngon lành củ hành luôn. Cái thêm bên mình thì bây giờ mình cần phải có thêm bút máu lại con tăng cơ nữa. Con Daki hiện nó tăng cơ nó cũng ngon anh em à. Hoặc là con quỷ này thì nói chung mình nó cũng được đó anh em, nhưng mà bây giờ mình chỉ có hai con quỷ đây. Đợi qua tháng sau thì mình sẽ đổi thêm một con quỷ nữa đó, một hai đây là con quỷ. Quỷ này nói chung là cũng khá là ngon anh em à, đạp đạp to lắm anh em à, sắc sắc kinh thiên động địa luôn, sắc quỷ khóc thằng khao sầu luôn anh em à, sắc là cực gác đau lắm đó. Nhưng mà có điều là hơi khó kiếm phút để có thể là nuôi em nói thôi anh em ơi. Mình chỉ có thể là đổi được mảnh ở trong đây thôi anh em, chứ ngoài ra là mình cũng không biết là đường nó đâu có thể kiếm được mảnh của em đó nữa. Rồi ok, ở video ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ kết thúc sớm ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Movie, và anh em đừng quên cho mình xin một like và đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.